Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp hội tụ gió trên cao, nên đêm qua vào sáng nay, Hà Nội có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Thời tiết mát mẻ, nhiệt độ vào khoảng 26 cho đến 28 độ. Trưa và chiều nay trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng lên mức cao nhất trong ngày khoảng 30 đến 32 độ, độ ẩm không khí ở mức là 65 cho đến 90%. Dự báo sang ngày 17 và 18 tháng 10, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần. Khu vực Hà Nội còn mưa vài nơi về đêm và sáng. Nhiệt độ tăng trở lại với mức nhiệt cao nhất là từ 32 đến 33 độ và thấp nhất trong khoảng 24 đến 25 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay ở khu vực vùng núi phía Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 cho đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 70mm trong 6 giờ với khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình. Thời gian qua, tại một số thành phố đã xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong cộng đồng. Và để bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí, Cục Quản lý Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế đã xây dựng khuyến cáo phòng chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe của người dân, nhằm giúp người dân có những kiến thức cơ bản trong việc thực hiện các biện pháp dự phòng, bảo vệ sức khỏe. Như đối với những người nhạy cảm, nên tránh tiếp xúc với những phát thải, khám sức khỏe định kỳ, tăng cường sức dinh dưỡng và giữ ấm cơ thể khi trời lạnh. Còn sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong trưa và chiều nay. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 28 cho đến 32 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 28 cho đến 32 độ. Tại vùng núi Ba Vì và Sơn Tây, nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong những ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết 15 giờ 15 phút ngày hôm nay.